Đát dữ quá. Giờ các bạn đã quay trở lại với channel của Úp Jenny và hôm nay bọn mình sẽ chơi Minecraft ai là kẻ giết người cùng với Buron và anh chuối. Ok, ở đây là Pharaon gì nè, chạy đây. Thư viện. Ôi chuối. Hả? Vậy chưa cái gì? Không, rồi. Em hết hồn rồi. Chuối. Là chuối đó. Ôi. Thằng khúc gỗ á, là thằng khúc gỗ á. À, khúc gỗ, khúc gỗ. Không ta. Thằng cục đá chứ mà nó cục gỗ đâu. Cái cục dưới em chả đó. Em chả biết thằng nào nó một trong hai đó, một trong hai thằng cục đá hoặc là khúc gỗ. Thấy hai nó rồi, bố thấy hai nó rồi. Đó. Hai nó đang đứng ở trên kia cục đá đang làm gì á. Em có cung hả? Em có cung. Damn son, where'd you find this? Cục đá chạy, chạy cục đá nó bảo, nó lần đó nó bảo, bắn nó. Nope. Wow. À, bảo gà bắp trời ơi. Cục đá bảo ơi. Thấy rồi. Tìm nó đi, tìm nó đi, tìm nó đi. Đâu để nó biết. Mau cho coi giùm không cho. Kìa kìa nó đây nè, đây nè, đây nè. Thấy gì đâu? Đây đi bằng này, đằng này, đằng này, đứng đây thấy nó nè. Nó bên bên trái bên cái sau lưng kia 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 kia. Trời nó biết ngay mà biến thành cục đá nó trốn rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy có mùa ma sói đâu đâu. Người nè. Bù đó bù là kẻ giết người. Ai là kẻ nói dối? Bù đó bù là kẻ giết người nè. Anh là kẻ giết người nè mấy đứa. Kẻ giết người nè. Nào giết đây cắm đi chết chung luôn. Ồ cái map này là map nhà máy. Nó là map bắt khô. Ủa có con gấu bù luôn kìa. Ủa map này khó có dí lắm nè. Ồ map này chạy là khỏi dí luôn chứ. Map này khó dí gì chẳng lẽ nó là kẻ giết người. Ui ui ui. Bà nói bu là kẻ giết người. Kẻ tra chú ơi. Bu là kẻ giết người mà. Bu là kẻ giết người thiệt các mấy đứa. Mới giết em xong rồi. Ok vậy. Thằng bu hay lắm. Giá thù cá nhân. Bu chết quá. Bu kẻ giết người nữa hả? Ờ. Oh no. No, bố phải là kẻ giết người. À lúc này bố là kẻ giết người. No. Bố là kẻ nói dối. Bố là kẻ nói dối. Dạ bố đang ra. Ủa? Ngoài giữa đó mấy đứa. Bố ra rồi. Bố ra rồi chạy đi. Bố là chạy đi. Chui chạy đi trên đầu. Chạy đi. Bố ra. Bố kìa. Ow. No. Kì vậy? Bố. Không thể nào mà bu giết lúc double được. Bu giết anh rồi. Ok và bây giờ chúng ta sẽ theo chân bu. Bu đang cầm một dao như một cái. Bây giờ anh em phải ủng hộ bu nha. Hãy nói cho bu biết nha. Anh đi theo em hả? Em đó ok bu là đi một con nhỏ. Con nhỏ đó đã chạy bu rồi. Còn bu đây. Kiếm coi coi thằng nào cầm cung đang tới chỗ bu á. Anh em mình là cái gì nha. Thôi bu hết tiền rồi. Bu hết tiền nên bu không có dịch chuyển tức thời được. Ok. Bu trước mặt bu có hai thằng không? Có nào cầm cung không? Không không thấy nhưng mà có một bài trước mặt bu luôn á. Một đống luôn. Trời bu xả bu xả. Xả đi bu. Xả đi bu ơi. À, bu đang lượm lượm. Bu đang lượm lượm. Đây tụi nó đứng đi. Xả đi. Thôi chạy hết rồi. Sau lưng. Quăng ra, quăng cái thau ra. Phải. Chú quăng gì đâu vậy bà? Có thằng đi sau lưng bu á bu. Ai là bu ấy rồi? Không tin luôn, bu quăng gao vô đâu luôn, không tin. Ok. Ê, kiểm tra coi nào đang tới gần bu nha. Không có đâu ngoài đây hết rồi. Rồi ok. Giờ chỉ cần quăng dao là được rồi phải không? Đúng rồi, chỉ cần quăng dao thôi. Còn 1 phút rồi. Ơi. Dao nó quan chậm quá mấy ông ơi. Tại vì nó bay hay có đúng có đường. Hai cái cục kè chạy. Ô. Chết cái gì à? Ấy lộn thanh tra luôn rồi. Hai anh kia không có gì đâu bu. Hai anh kia có gì đâu bu. Bu chế một anh nhắm mắt vô vọng.
kia kia nói kia nói kia ok còn một đứa còn hai đứa bu ơi bu còn có mấy giây à bu ơi hai đứa bu ơi còn không em lên chiếc thuyền bu ơi à bu bu dành lại đây nè bu ơi con có phu quá bu ơi ô rồi 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 vô đây vô chiếc thuyền này nè bu đâu đâu ở đây phải không đúng rồi trong chỗ nãy em giết nó chết á nó núp trong cái cửa này nè ủa đâu mất rồi nè nhỏ này nè ở đây nè đó đó chỗ Zeroth nè mà em không thấy Zeroth đâu đi thẳng đi thẳng đi thẳng đi thẳng ở trong cái chiếc thuyền kiếm mặt á quẹo trái ê không phải à trong đây phải không đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi ê đi qua rồi yeah cảm ơn tất cả anh em và đây là trận cuối cùng coi coi là trận cuối cùng á đây là lần đầu tiên mà Bu là kẻ giết người mà Bu giết hết tất cả mọi người luôn á nãy giờ trên này và chuối không được một trận làm kẻ giết người anh là kẻ giết người cũng khó chơi lắm anh quen mới dễ đúng detective have been killed kẻ giết người á theo mình thích chơi kẻ giết người hơn ok Bu nghĩ là gần cái khu đó cái thằng màu xanh dương á nha cẩn thận cái thằng xanh dương xanh dương ủa thằng gì đã chạy đi Bu ơi đâu nó đang ở đâu nó đang ở đâu nói Bu nghe đây ở trên lầu đi chạy đây ê đi hướng này là Bu ơi ngày 3 video hả? Cảm ơn em đã donate giúp anh từ. À, Bu thấy rồi, nó đang cái gì đó. Rồi, ngày 3 video chắc không nổi đâu, tại vì một ngày anh livestream mỗi ngày. Ở đâu đó rồi? Thời gian làm. Nó đang ở đây sao quá, chạy đi. Video là đã giỏi lắm rồi. Nè, tôi đang ở đây mà ha. Chứ anh sẽ cố gắng làm video càng ngày càng hay hơn nữa cho mấy bạn xem. Bây giờ tôi sẽ núp. Mình dàn cái ba trận cho nó đi. Ok ok. Bây giờ ông có nhiều cục vàng rồi. Tôi có một cây cung với 6 cục vàng. Ok ok. Có thí dụ như vàng mình quăng cho nhau được không ta? Không. Ông thử quăng tôi 6 cục vàng. Không 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 quăng được, không quăng được. Không được. Thôi vậy này chơi team không được rồi. Ok ok ok. Còn ai vậy? Vậy là người đá phải không? Người đá phải không? Mày ra quăng tao cái bom, một khăn tao cái bom mày ra lên không quăng được, không quăng được. Hello, hello. Tính quăng chuối. Để Bu quan sát cho ông cháu đi cung đi, ông cháu đi cung đi. Cháu đi cung đi. Tôi quan sát cho. Ôi đâu vậy? Ủa đâu ở đâu gần quá à? Thì nói chung là trên giờ là trên này cầm cung nè, cẩn thận. Thằng người đá là kẻ giết người nhá. Người đá nó cẩn thận nó bay từ trên bay xuống đó nha. Chú để anh nhìn ở trên chưa? Ơi trên đây. Đâu? Chạy ở trên này rồi bắn nó. Ở đâu? Đó kìa. Nó tới kìa, nó tới kìa. Nước nước. Đây là. Đâu? Slot YouTuber lọ lọ kìa. Ồ có người đợi nón giống Bu kìa. À đợi nón giống Bu đi. Anh phải quay clip này lại để anh lên Happy Sale anh xin lót YouTuber rồi buồn quá. Ồ. Ồ, thằng Steve. Trên này gặp hung không trên này? Ủa anh bị giết rồi. Bị ai à chuối? Thằng áo tím á. Rồi. Ủa quá chăng. Quần áo tím á, nguyên bộ đồ màu tím á. Trời ơi. À, để coi nó tên gì. Galaxy Coffee gì phải không? Cái mặt đó là mặt người hả? Đó, nó kế bên em á. Nó đó Bu. Thấy gì tôi ơi, đừng, nó chạy mất tiêu rồi. Nó chạy rồi. Có một gai. Purple guy, ê. Ê, ê, hụt rồi, ow. Trời ơi, chết hết vậy. Nó vừa giết trên này cái nó giết luôn Bu rồi, Bu định cầm cung quay lại xỉa nó liền mà nó lẹ tay quá. Cái đã đi hết luôn rồi đúng không? Ok các bạn thích tập này thì hãy để lại cho đừng quên để lại cho mình một like và share và đừng quên quay channel của Upsherot cho qua cho họ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.